Trong công nghệ, Nhật Bản luôn đi trước phần còn lại của thế giới. Đất nước mặt trời đã nảy sinh những người cực kỳ tháo vát. Nhưng đôi khi sự sáng tạo và tiến bộ công nghệ đi xa hơn cả sự nghiêm túc và gây kinh ngạc cho thế giới. Sau đây là 20 phát minh đi vào lòng đất chỉ có ở nước Nhật. 1. Âu, phóng đại âm thanh. Bạn nghĩ một chiếc âu chỉ dùng để đựng canh hoặc thức ăn? Không đâu. Bạn hoàn toàn có thể biến nó thành một cái loa đấy. Hình ảnh trên đây đã chứng minh cho bạn thấy trên đời này không thiếu những con người sáng tạo đội lốt điên rồ. 2. Giấy vệ sinh di động. Bạn vừa mới bị bồ đá, chưa quên chuyện xưa. Bạn bị hắt hơi sổ mũi. Đừng lo, chiếc mũ gắn kèm cuộn giấy vệ sinh là vị cứu tinh của bạn. Thoải mái dùng không lo nhanh hết như giấy gói, khi dùng chỉ cần kéo giấy xuống và xé. Cũng tiện lợi phết đấy chứ. 3. Áo lót trồng cây. Hãng đồ lót nữ trai ừm ở Nhật Bản đã sáng tạo ra một bộ đồ lót có thể là kỳ quặc nhất thế giới có tên gọi Grow Your Own Ice, tạm dịch là hãy tự trồng lúa. Bộ áo ngực này được chuyển thể từ những bình plastic có thể chứa đất và cây giống. Với ống cao su chứa cây giống đeo quanh eo như một chiếc thắt lưng, những người phụ nữ có thể thỏa mãn niềm đam mê trồng trọt của mình bất cứ lúc nào. 4. Ô hứng nước. Bạn có thấy rằng hàng nghìn lít nước mưa trút xuống rồi lại đổ ra cống rãnh là quá phí phạm không? Với tinh thần tiết kiệm đã trở thành thương hiệu, người Nhật đã tạo ra chiếc ô xòe ngược vừa có thể che cho người dùng khỏi ướt, lại vừa có thể thu được nước mưa, với chiếc bình đựng đi kèm để họ có thể mang về nhà dùng. 5. Thiết bị dành cho người thích ngủ. Thiết bị này sẽ giữ đầu bạn khỏi phải gật gù để có một giấc ngủ thoải mái hơn trong thời gian ngồi tàu điện. Hơn thế, bạn hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng giấc ngủ khi hành khách đi cùng sẽ đánh thức bạn dậy theo nội dung bảng thông báo được gắn kèm. 6. Rẻ lau nhà tiện lợi. Chiếc rẻ lau nhà này giống hệt các chiếc rẻ lau khác, nhưng độc đáo ở chỗ bạn không hề phải nhọc công sử dụng nó. Hãy gắn nó vào con mèo của bạn và chiếc chổi mèo này sẽ làm sạch mọi ngóc ngách trong căn nhà. Nếu nhà có trẻ con đang tuổi bò, hãy cho bé mặc bộ rẻ này, chẳng phải tiện đôi đường sao? Để chúng thoải mái bò trên sàn nhà, trong khi bụi bẩn sẽ không còn. 7. Tóc giả tự sướng, cho người hói. Nam giới đều có nỗi sợ chung là bị hói đầu. Những người đàn ông bị hói giờ có thể vơi đi nỗi tự ti về mái đầu ít tóc khi chỉ đặt bộ tóc giả này trước gương và chỉnh vị trí sao cho bộ tóc khít với mái đầu, họ sẽ thấy thời thanh xuân quay trở lại. 8. Bình sữa đắt đi. Người mẹ vắng nhà có thể yên tâm phần nào, vì với bình sữa đặc biệt có núm vú cao su này, người bố có thể cho bé ăn dễ dàng. Bé sẽ có cảm giác giống như được mẹ cho bú. Dù hơi dị nhưng cũng khá sáng tạo đấy chứ. 9. Gối cho người độc thân. Người phát minh của món đồ này đúng thật là tâm lý đến mức cảm lạnh mà. Với hình dáng là một nửa người đàn ông có cánh tay vạm vỡ, loại gối ôm này sẽ giúp người phụ nữ cô đơn có cảm giác được âu yếm, vỗ về từ người đàn ông mà không phải quan tâm đến yêu cầu, đòi hỏi từ người bạn trai của mình. 10. Chống bẩn tóc lúc ăn mì. Dụng cụ màu hồng nữ tính, bó hết khuôn mặt này là trợ thủ đắc lực cho các cô gái tóc dài trong lúc ăn những món như mì, phở. Một phát minh quá sức cồng kềnh. 11. Đũa gắn quạt thổi mì. Ăn mì mà nóng quá thì làm sao? Thì qua Nhật mua ngay dụng cụ thổi mì này chứ sao? Với một chiếc quạt nhỏ gắn trên đôi đũa này, bạn sẽ không phải thổi phù phù mỗi khi ăn món mì nóng nữa. 12. Máy làm khô tóc chạy bằng cơm. Phát minh kỳ lạ thiết bị làm khô tóc của người Nhật Bản, hoạt động bằng cách người dùng phải đi bộ. Vừa làm khô tóc vừa thể dục giảm cân, cũng khá hay đó chứ. 13. Ô cho giày. Khó vậy mà cũng nghĩ ra. Hay vỗ tay vỗ tay. Ai muốn ướt người mà không ướt giày, thì sắm lẹ phát minh mang tầm vĩ đại này đi nhé. 14. Ốp điện thoại ăn được. Khi đi trên đường và cảm thấy đói. Vâng, bạn có thể ăn nhẹ bằng ốp điện thoại của mình. Được làm từ bánh gạo, các ốp lưng iPhone này có giá 85 USD, hơi đắt một tí nhưng chất lượng rất tốt. Bạn có thể ăn nó như một món ăn nhẹ cực đỉnh, một khi bạn đã chán với nó. 15. Khách sạn tổ ong. Khi đi du lịch với ngân sách hạn chế, các khách sạn này với những ngăn nhỏ sẽ cung cấp cho bạn một nơi nghỉ chân tuyệt vời. Dù nhỏ nhưng không hẳn là bí bức, chật chội hay thiếu thốn. Mà ngược lại, những phòng ngủ này rộng vừa đủ để bạn cảm thấy thoải mái, cũng có thể đóng lại để bạn có không gian riêng tư không bị ảnh hưởng bởi những người khác. Và ngoài ra yếu tố quan trọng đó là có thể giảm chi phí cho chuyến đi của bạn đi đáng kể. Không những thế, ngoài ra những khách sạn như thế này còn cung cấp chỗ tắm, giặt, sấy quần áo và thậm chí là bàn trang điểm hay bàn làm việc. Mặc dù chỗ tắm có thể bạn sẽ phải dùng chung, nhưng hãy an tâm rằng chúng sẽ luôn được đảm bảo sạch sẽ mỗi khi bạn sử dụng. Quả là một sáng kiến vừa tiết kiệm chi phí lại tiết kiệm diện tích đúng không nào? 16. Chiếc túi từ đồ lót. Loại túi này có thể được tái sử dụng và trở thành thứ mà bạn khó có thể nghĩ tới. Một bộ đồ lót hoàn chỉnh với áo ngực và quần lót.
Bạn thì sao? Có tự tin ra đường với chiếc túi kỳ diệu làm từ đồ lót này không? 17. Áo có điều hòa. Lo lắng rằng bạn sẽ đổ mồ hôi suốt cả ngày, nước Nhật Diệu Kỳ đã sáng chế ra loại áo sơ mi điên rồ với hai chiếc quạt mini ở hai bên để cho phép không khí luồn vào trong áo sơ mi. Vậy là những ai có chiếc nạch ướt an tâm với mùa hè này rồi nhé. 18. Gương thần biến xấu thành đẹp. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Chiếc gương thần trong truyện cổ tích này đã có mặt tại Nhật Bản. Chiếc gương này có thể tương tác với người dùng và khiến cho họ cảm thấy mình vô xinh đẹp. Đừng buồn khi bạn không đủ xinh đẹp vì chiếc gương này có thể giúp bạn tự ảo tưởng rằng mình xinh đẹp nhé. 19. Bơ dạng que. Bạn mệt mỏi với việc phải phết bơ lên bánh mì. Việc này đã trở thành quá khứ với phát minh bơ được đóng gói dạng thỏi xoay. Chỉ đơn giản là vặn đáy cho bơ trồi lên là có thể quét lên bánh mì, rất sạch sẽ và tiện dụng. 20. Gối dành cho đàn ông cô đơn. 30% đàn ông Nhật Bản ở độ tuổi trưởng thành sống độc thân, không có bạn gái và đây là giải pháp công nghệ cho họ, gối mô phỏng mùi phụ nữ. Dù bằng cao su nhưng chiếc gối kỳ lạ này vẫn rất mềm mại và đàn hồi, không khác với cặp đùi phụ nữ thật là bao. 21. Waistless. Đây là một trong những sáng tạo kỳ thú nhất của bồn cầu hiện đại với công cụ massage, có cả một bộ kỹ thuật số điều khiển các khoái cảm tự nhiên. Nhưng nhiều người khi chứng kiến đã thật sự sốc, rất nhiều những thông tin đáng sợ, bất ngờ đến khó tin được cập nhật liên tục mỗi ngày trên kênh Độc Lạ Kỳ Thú. Các bạn thấy những sự thật nào gây bất ngờ nhiều nhất thì hãy để lại comment bày tỏ quan điểm của mình cho chúng tôi biết nhé. Nếu thích video hãy cho Độc Lạ Kỳ Thú một like, đồng thời nhấn nút đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem những video tiếp theo.